Vâng, hai đội hãy cho tôi tín hiệu sẵn sàng kìa. Vâng, chúng tôi đã thấy tín hiệu sẵn sàng từ hai đội. Hai đội chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, chúng ta thấy là giỏ của cả hai giỏ của đồng xanh đã được mở rồi. Vâng, cả hai giỏ của đồng đỏ cũng đã được mở. Và bây giờ chúng ta hãy xem là đội nào sẽ giành được chiến thắng tuyệt đối. Trước nào. Xin chúc mừng đội đỏ. Một bóng vào giỏ 3 điểm rồi. Đồng xanh cũng vậy. Vâng. Và chúng ta hãy cổ vũ cho cả đội đỏ và đội xanh kìa. Hãy xem là đội nào sẽ giành được chiến thắng tuyệt đối trước kia. Như vậy giờ thì tiếp tục chúng ta đang lên chiến thuật là để chúng tôi bắt đầu kế bên phần chân của đội xanh đúng không ạ? Để cho đội xanh rất khó kiểm soát để lấy bóng đúng không ạ? Chúng ta thấy là chiến thuật cản phá quy mô của đội bóng. Có ý là để cầu đối thủ điều khiển bóng tay là các bạn không được dùng tay để trở lại đâu. Vâng, như chúng ta thấy là đội xanh đã bạn nói gì đâu không đâu bạn là gì bạn có nói gì đâu tôi thấy mày quá mày trận đấu chỉ có
cứ tiếp diễn tình trạng này thì đội xanh sẽ tiếp tục đi điểm. Và trong khi đội đỏ chỉ mở đội dở ra điểm thôi. Và chúng ta đã chơi đến 1 phút.